Umeda Sky Building, tọa lạc tại Osaka, Nhật Bản, được mệnh danh là tòa nhà chọc trời với chiều cao gần 174m và 40 tầng lầu. Khu vườn vòng cung độc đáo kết nối tháp phía đông và tháp phía tây tòa nhà là điểm tham quan đặc trưng của Osaka. Hình dáng tòa nhà được ví như khải hoàn môn của tương lai. Du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Osaka 360 độ từ hành lang Skywalk. Hình ảnh tòa nhà Umeda Sky Building khi hoàng hôn buông xuống cũng vô cùng đặc sắc. Nhiều người đến đây vào buổi tối để ngắm nhìn cảnh đêm lãng mạn. Đây là điểm đến được rất nhiều du khách nước ngoài yêu thích.